Đây là Nhi. Em năm nay vừa tròn 22 tuổi. Em sống cùng với mẹ và em gái út của mình trong một cái căn phòng trọ thuê ộp ẹp, thiếu trước hụt sau. Sẽ không có gì để nói khi Nhi là một cô gái bình thường như bao người cô gái khác. 22 tuổi, Nhi được các bạn đồng trang lứa gán ghép cho một cái tên vô tội vạ: cô gái có gương mặt quỷ xui xẻo. Thậm chí em nhiều lần bị bạn bắt nạt, xua đuổi vì cái gương mặt có phần kém may mắn kia. 22 tuổi, nhưng Nhi vẫn phải sống nhờ vào sự lao động của mẹ mình. Vì sao lại như vậy? Thật ra thì em cũng đã từng đi xin việc ở nhiều nơi khác nhau, nhiều công ty khác nhau, và mọi người đều từ chối với một lý do là gương mặt của em gây cho mọi người sợ hãi. Thậm chí nhiều người còn cho rằng gương mặt của em mang đến vận xui cho gia chủ. Nhiều lần em tự khép mình trong căn phòng trọ tối tăm vì không dám đối mặt với mọi người. Và thậm chí 22 năm qua, em chưa một lần dám nhìn vào gương mặt vì vết bóp máu oan nghiệt kia. Có nhiều lần thì em đã tự thui thủi khóc một mình. Và thậm chí là em muốn kết liễu một lần cho xong một kiếp người, mặc dù ở cái tuổi đôi mươi. Không ai muốn mình sinh ra như vậy. Và bậc làm cha làm mẹ lại càng không muốn con mình phải như vậy. Chẳng qua là số phận đã an bài. Số phận của một người cô gái có gương mặt quỷ xui xẻo. Cũng mong thời gian tới sẽ có một phép màu nào đó đến với em. Còn bây giờ, mời cả nhà nghe câu chuyện bi đát về em và gia đình của mình nha. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Phong Mỹ, tỉnh Đồng Tháp. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn giới thiệu cô bác quý anh chị một hoàn cảnh. Trong cái căn nhà này thì có ba người phụ nữ. Người mẹ hàng ngày phải nhặt phế liệu gồng gánh nuôi hai người con. Hai người con thì một người con gái có một cái vết bớt trên gương mặt, mà theo mọi người chia sẻ rằng em bị mọi người bạn bè kỳ thị rất là nhiều. Có nhiều lần em tự tìm muốn quyên sinh cuộc sống của mình vì sự kỳ thị của xã hội. Và cuộc sống của ba mẹ con hiện nay cũng đầy rẫy sự khó khăn. Để hiểu thêm về điều đó thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng vào đây để cùng tìm hiểu về gia đình của chị Phượng. Thì đây là một cái ngôi nhà thuê, thì chị cũng ở đây cũng gần một năm nay rồi. Ôi, gần một cái màn nắng quá. Chị Phượng ơi. Dạ em chào chị. Dạ chào con. Dạ dạ em chào chị. Ủa. Rồi chào chị Phượng. Chào hai con ha. Dạ. Rồi bây giờ cho gắn. Rồi em chào chị Phượng. Thì em được biết là hiện nay là chị một mình phải nuôi hai đứa con gái. Dạ. Hoàn cảnh của mình thì đang sống ở trong một cái nhà trọ, thì chị có thể cho em biết là quê quán của mình ở đâu, vì sao lại sống ở đây và mình làm nghề phế liệu lâu chưa ha? Nghề phế liệu này thì cũng lâu, mà hồi đó thì ở Long Khánh Hồng Ngự á, thì cũng ở đậu nhà em gái chứ cũng không có nhà cửa ở. Thì thời gian em gái có chồng, mơ mẹ con bồng chóng đi thuê nhà trọ, đi tứ xứ hết trơn á, đi lên tới Sài Gòn rồi mới đi ra Nha Trang sống, rồi cũng đi mằn, rồi đi vừa mua vừa lụm đồ. Rồi hai đứa con này thì cũng bệnh hoạn hoài à. Nhưng mằn thì tiền lời không có nhiều á, ngày có 70-80 ngàn. Ngày nào mua nguyên ngày có khi 100-120. Thì xây sở ngày nào hết ngày nấy, không có dư.
Dù hãng cho mình mượn, dù tiền nhà trọ thuê thì hồi đó ở Nha Trang thì thuê luôn. Cái giá rất là cao. Nhưng mà sống thời gian Covid cái mặn ăn không được. Mới về, về đây ở thì ở đây thuê một tháng thì 300 ngàn. Thì có tháng có, tháng không thì thiếu lỡ thì hãng nó cho mình mượn mình mới trả đóng người ta. Thì chị, chồng chị đâu? Chồng thì hồi đó ông bỏ hồi đó là mới mang bầu con bé này nè, mới đi mặn nuôi con. Dù ưng ông sao này thì ông sao này có lúc mặn được, có lúc cũng mặn không có được. Lúc người ta kêu mặn thì đủ thứ việc hết, ta kêu mặn gì mặn nấy. Giờ ổng về cũng đi mặn xa, mặn thì không có bao nhiêu lương hết trơn. Xây sở nè con. Con. Chồng của chị là, chồng trước của chị là, chị ở với chồng trước là có hai người con ha? Dạ, chồng trước hai đứa con bé này. À, chồng trước hai người con. Dạ. Cái lớn nhất là bao nhiêu tuổi, tên gì? Dạ, con nhé. Con tên Nhi, 22 tuổi. Nhi, 22 tuổi. Hiện nay Nhi có đi học gì không? Con đi làm. Con làm gì? Con có học nghề xong rồi con ta không cho con học nữa. Con rồi con có đi làm ở công ty á, mà làm hồ sơ mà người ta chưa có việc. Nhi là lớn nhất, 22 con bé này. 17. Tên gì ha? My. My. Dạ. My 17 tuổi có đi học không con? Không. Không đi học luôn hả? Hồi đó học mới lớp 2 à, dù khổ quá mẹ con mới bồng chống lên Sài Gòn đi mặn nó, giờ không biết chữ. My là không biết tự chữ, còn Nhi? Nhi này học lớp 7. Học lớp 7 là nghỉ. Rồi sao nghỉ sớm vậy? Hồi đó khổ đó thì không có tiền cái mẹ con đi. Tại à, đó cũng có một mình mặn nuôi con à. Cô thầy đang nghỉ quá trời, là thì con hồi đó học thi giỏi. Thi cao á, thi cao một cấp á. Ừ. Cái mà lúc đó không ai biết gì hết. Học được rồi. 22 tuổi là con gái rồi. Ừ. Trưởng thành rồi. Rồi hồi đó học lớp 7 là nghỉ. Lý do là không có đủ tiền hay là sao, hay là các bạn trong lớp kỳ thị hay gương mặt của em bị từ nhỏ hay sao? Dạ cũng có kỳ thị rồi, bị bạo lực học đường ấy, bị đánh rồi, bị người ta xô hoài à. Sao xô? Không biết người trong đó nói mặt con giống quỷ. Nói sao mặt con sao? Nói con mặt nám giống quỷ quá à. Những cái lọ gần mấy bạn lại. Ừ. Dạ. Nói mặt nám giống quỷ. Lúc đó là lớp mấy? Lớp 6. Lớp 6. Lớp 1 cũng lên lương lớp 6 rồi, lớp nào cũng bị hết á. Lớp nào cũng bị đó hả? Dạ, lớp nào cũng bị hết. Rồi lúc đó con có nói với thầy không? Có nói mà thầy không có, mình có nhiều thầy cô không có nói gì hết đó. Ừ. Đâu quay lại cho, quay gương mặt cho cô bác anh chị thấy à. Nhi bị như vậy là từ mấy tuổi ha? Trong bụng mẹ ra. Trong bụng mẹ ra luôn. Dạ, trong bụng mẹ ra đã có. Rồi hồi đó lên Sài Gòn á, nhiều người né. Gặp nó nhìn cái mặt thấy ghê quá, mặt thấy ghê quá, cái về thời gian nó tự kỷ luôn á. Công ty đuổi ra ngoài lên Sài Gòn nhiều người á. Nó giống nó mặt con sợ quá, không họ không muốn đi làm cái với người đó, đuổi con. Chứ về đây cũng vậy đó. Về đây công ty ngoài cầu Phong Mỹ này cũng không nhận, nó có bất son không nhận. Mà giờ người ta đơn tiễn bữa mấy nè vô mà anh nhỏ này nạp nên tao không nhận. Không nhận. Không nhận. Hồ sơ nạp vô rồi mà không nhận. Mình làm mình phải mang khẩu trang mà sao không nhận ta? Tại vì không biết làm sao mà ở ngoài Nha Trang cũng vậy nữa, xin nhiều chỗ lắm, nó tiễn là cần nhân viên nữ bán hàng. Cái mặt có kiểu xui, công ty xui không cho vô. Như Nha Trang xin cái người ta trở lỡ cái mình hỏi cái người ta lắc đầu vậy nè, hỏi ủa sao mà anh tiễn nữ bán hàng mà anh lắc đầu nói. Con bé này còn nhỏ quá, nhưng thật sự người ta đòi ngoại hình không, đòi phải đẹp. Có nhiều người nói thẳng với con, nói là mà con xấu à, không nhận được, nhận rồi làm cách ta sợ sao. Nói vậy, rồi đuổi đi rồi. Nó làm ở Thành phố Hồ Chí Minh, cái ông chủ đó người gốc Hoa, xong nói con làm được có một tầng cái đầu cái lại xong cái nói điện ngưng lên nạ lên, nói là giờ cho nghỉ. Giờ mặt vậy xui quá, vô chỗ làm ổng xui lắm, ổng không nhận nữa. Ổng kêu về đi. Rồi nhưng mà ổng nói là lương ổng không có đưa hết, ổng đưa phân nửa rồi nha. Tại vì làm
cho ổng bị mất gì đó, mất hàng gì tùm lum bốn á. Ổng nhận đó, do con xui nên ổng không cho lấy hết luôn rồi đi. Thật ra thì trời sanh ra thì ai đâu muốn cái gương mặt như thế này. Nhưng mà từ trong tung bụng mẹ ra thì phải mang cái gương mặt như vậy thì là một con gái nữa thì cũng khá là buồn. Có khi nào em tự kỷ, em cảm thấy là không muốn gặp mọi người không Nhi? Có một thời gian ở Sài Gòn nó tự kỷ, nó lấy dao, nó cắt tay nó gì nè. Tôi sợ á, tôi sợ có đầu tôi ngồi ở nhà tôi đeo giữ mà tôi khuyên con à. Có mình mẹ thương con à, con đừng nghĩ người ta. Lắm lúc ngoài đường người ta mù cả, người ta còn kiếm sống. Con gì có gì đâu mà con sợ, miễn ai vô nó vô buồn ngồi trong mình. Tại vì đi ra đường cái ta gặp nó ta né nó, nhìn mặt nhỏ này thấy ghê quá, nhìn mặt nhỏ này thấy ghê. Nó tự kỷ một thời gian, khuyên dữ lắm, nói đồ khóc lóc với con mất đỡ lại. Tại sao bây giờ nói chuyện là gọi là anh này đúng không? Anh nói chuyện với em bình thường, không có kiểu là không có phân biệt đối xử hay là như thế nào, mà tại sao em lại khóc? Khóc cho cái số phận của mình hay là khóc vì không phụ giúp được mẹ? Nói cho anh nghe, anh có thể giúp được cho em. Anh không có việc, cũng như mẹ Hình, không có việc gì hết, không đi làm được, không có tiền. Từ trước giờ có lao động ra tiền để phụ mẹ không? Có, làm được vài tháng nè, người ta tìm lý do người ta đuổi rồi. Lúc đó có về nói với mẹ không? Có. Nói như thế nào? Thì chủ nói sao thì nói lại vậy thôi. Lúc đó mẹ, lúc đó thì gọi là nói cô thôi, đi bây giờ cô an ủi như thế nào? Con ơi thôi dán đi, thì mẹ dán mày mằng mẹ nuôi con. Con đừng có nghĩ cái gì hết, đừng nghĩ quẩn. Ok, nó để cuốn nhật ký lỡ là nó đòi tự dặm chết. Nhưng nghĩ về mẹ mà dán cố gượng mà cười trước mặt mẹ, chứ nằm hàng đêm mà khóc thầm mà đọc cuốn nhật ký con rồi nước mắt mà chảy. Nhiều lúc đó con bé này cũng rất là nhỏ, thì nó đi bằng công ty tư nhân á, là người ta nhận vô nhưng mà người ta ém là từ 7 giờ sáng tới 9 giờ đêm, một tháng có 2 triệu. Nhưng con mằng được mấy tháng rồi, bằng đêm bằng hôm ở Sài Gòn nó dữ lắm thôi, nên sợ nó thôi con nghỉ đi. Mằng bằng đêm bằng hôm về đường vắng vẻ nữa, có gì đây nó hại, hãm hại con mình nữa. Cái cho con nghỉ, không mằng. Cái mằng ở Sài Gòn dù nhà thuê tiền cao quá, không nổi. Phòng chống cho tới Nha Trang ngoại. Thì ra Nha Trang ngoại sống thời gian ngoại cũng được mấy năm, mà cũng không dư. Cái vô Covid, Covid cái bắt đầu người ta không cho đi làm gì được, dù chủ nhà không thơ chế nữa. Thế vậy thôi mẹ con dán mốt mốt qua Covid cái giọt gì miền Tây ở, không ở ngoài nữa. Hiện nay thì thu nhập từ cái việc mà mua phế liệu của cô là bao nhiêu tiền? Mua một ngày có 200-300 ngàn. Bán ra lời được nhiêu? Ngày có kia kiếm 70-80 có khi ngày kiếm 100 có. Ngày có khi 400, mua đồ mũ 400, khi 500 thì kiếm từng trăm mà. 70-80 vậy đó, thì ngày nào thứ thu nhập ăn hết ngày nấy. Thì khi hãng nó trừ gần hết cái mình ra mình mượn vốn hãng tiếp. Thì tiền xây sở hoài có nhiêu. Rồi cái đợt rồi hai đứa này đau, có 6-7 ngày nay chích tư không. Cái sáng cái chạy ra ngã tư chích, dù ăn uống nữa. Cái không dám đi, tại vì nó mà nóng lên gì là nó co giật. Hai đứa luôn, nó co giật. Bò đợt mà bị sốt xuất huyết, co giật hai đứa là tôi tốn hết 15 triệu. Rồi tiền trọ là mỗi tháng 300. Tháng 300. Rồi ăn uống là ngày lao động là từ chỉ một bên cô Phượng thôi. Mình một. Là khoảng 70-80 ngàn. 70-80 ngày. Ăn hết ngày nấy. Có kỳ thiếu thì mượn dầm mới sớm nè. Chị em cô bác ta cho mượn xong mình sang. Có ai hỗ trợ gạo được cho mình không? Gạo thì từ thiện ta lâu lâu ta cho được 10 kg gì đó. Ta biết cái hoàn cảnh khổ ta cho, ta đem tới nhà ta cho, và ta kêu mình cho phiếu mình đi lãnh. Vậy đó. Cái lúc mà mới sanh ra thì cái vết bớt của nó Nhi nó theo cái mặt nó y tinh vậy luôn đó. Giống không vậy từ nhỏ đến lớn luôn hả? Từ nhỏ đến lớn vậy đó. Cô có đi khám bác sĩ cho Nhi không? Có. Đi khám. Người ta nói xóa hết được, có thể xóa hết được tới 90% mà chứ không có hết được 100%. Nhưng mà là mắt xóa tới 8-7 lần, mà một lần họ nói là có giá từ 6 đến 10 triệu.
thì họ mới xóa hết được, tại vì nó cái này nó hơi sâu, nó xuống dưới máu á. Nhờ có laser thì nó nhẹ nhàng thôi, còn không là có nó phẫu bác thuật. Sĩ nói nhi bệnh gì? Dạ. Bác sĩ nói bệnh gì? Nó không có bệnh mà nó có cái bớt này là bẩm sinh. Nó bẩm sinh là bị bớt. Máu đúng không? Dạ. Nghĩa là nó sao ta nó tụ máu, nó tụ đó. Mạch máu ở dưới da nhiều hơn chỗ khác á nên nó mới thành đỏ vậy. Dạ. Thấy người ta các bạn và đồng trang lứa có bạn trai, thậm chí là tuổi của em là có thể là đang có gia đình luôn rồi. Dạ. Thì đến thời điểm này thì em có bạn trai không? Dạ, có cũng, người yêu không? Cũng từng có, nhưng mà sau đó người ta bỏ người ta đi lấy vợ, người ta nói con xấu mà nguyên chơi thôi, nhưng mà không phải là nguyên lộ vậy. Bạn trai của Nhi quen với Nhi bao nhiêu năm? Quen được 2 năm, nhưng mà 2 năm. Dạ, nhưng mà đi làm xa chỉ nói chuyện qua điện thoại nhiều hơn chứ cũng không có gặp nhiều. Ngày đầu tiên mà bạn trai tỏ tình thì nói có thể chia sẻ nó như thế nào? Lúc đó là kiểu nhắn tin xong rồi thôi, chán cái kêu con gặp mặt thì gặp mặt thôi, rồi gặp mặt rồi sao không đi về liền chứ không nói gì hết. Gặp mặt xong đi về liền, có nghĩa là quen qua mạng thôi. Ừ. Quen qua mạng thì không có biết mặt, đúng không? Rồi sau đó gặp mặt thì đi về liền là không có nói chuyện rồi, từ đó bỏ luôn. Không bỏ mà kiểu cũng có gặp vài lần, cũng có đi chơi này nọ đó. Nhưng mà người ta không có nói thẳng là cái gì hết, rồi đi chơi thì cũng như bình thường thôi. Xong đó rồi họ đi nước ngoài đi làm á, làm xong về cái nói chuyện qua điện thoại không, rồi sau đó cái họ nói là bỏ, họ điện cho mẹ con nói là bỏ rồi, họ sắp coi mắt có vợ rồi, người ta đẹp hơn giàu hơn không như con nói vậy. Xong nó là yên luôn. Lâu chưa chia tay con trai lâu chưa? Lâu, 2017. 5 năm, 6 năm rồi. Dạ. Thường là Nhi ra đường là mang khẩu trang hay là để gương mặt như vậy đi? Khẩu trang. Mang khẩu trang hết. Dạ. Nghe mẹ nói là Nhi có một cái cuốn nhật ký do chính tay mình viết. Dạ. Thì... lúc đó còn nhỏ nó lên cũng học tiểu học với cấp 2 à. Rồi con lúc đó cắt tay thừa dặn nó rồi nó không chết, nó máu nó da mà sau da xíu cái nó ngừng lại cái nơi thôi, không bị gì hết. Rồi lỡ mua băng mấy cái cô cắt mài cái gì? Á nó với cái gì cắt không biết mà giờ lấy cái tay nó giật giật đi nè mới hổ đâu cái tay còn vết thương không? Không, lúc đó không. Là nhỏ đúng không? Lúc đó ở Sài Gòn mình ta né nó đó là nó tự kỷ nó làm luôn đó. Mẹ mình sanh mình ra thì được một cái cơ thể lành lặn khỏe mạnh, mặc dù là không được xinh đẹp như giống như bao người, và bác sĩ nói là gương mặt mình có thể chữa trị được, thì em cứ tự tin sẽ có một ngày sẽ có phép màu sẽ đến với em. Có lên mà tại vì bây giờ là không đủ tiền thôi đúng không? À. Bác sĩ ở bệnh viện nào nói trị được? Bệnh viện thẩm mỹ. Bệnh viện thẩm mỹ. Chuyên gì xóa bớt á. Có gỡ hình qua thay đổi cuộc sống mà người ta không nhận. Người ta không nhận, ta nói tại vì cái đó là ngừng hô hoặc ngừng mớm đồ người ta làm được, còn cái này là chỉ bắn laser thôi. Chứ không thể nào người ta làm được. Tại vì ngay mạch máu nữa. Với cái cuộc sống hiện tại á, cái ăn cái mặc lo chưa xong nó chỉ là việc mà làm đẹp đúng không? Số tiền mà mỗi lần 10 triệu mà 7-8 lần thì nó khoảng là 8-90 triệu, gần cả 100 triệu. Là một cái số tiền, đối với em là số tiền cũng như là gia đình là số tiền mơ ước chứ đâu phải là số tiền nhỏ. Cô Phượng nhặt ve chai lâu chưa? Nhặt cũng lâu rồi, đi vừa mua vừa nhặt luôn á. Là ngày kiếm 7-80 được chứ còn mua không là không có lời đủ. Tại vì mình mua giấy mình lời có mấy trăm đồng ký, còn mũ thì mua lời được 1.000 đồng ký. Mà quá đông người mua chứ không phải một mình mua, cho nên vừa mua theo mấy đường thì gặp cái gì lụm cái nấy. Bao lâu là bao nhiêu năm rồi? Cũng 14-15 năm. 14-15 năm làm nghề nhặt phế liệu mua ve chai. Cô với lại chồng của mình là chia tay lâu chưa? Chia tay lúc con bé này trong bụng 3 tháng rồi. Dặn vợ nhỏ về nó đánh. Nó đánh đó là lúc đó là
bồng con trốn đi chứ không dám ở rồi nó quánh nữa. Là con bé này mới có 6 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi. Ôm hai đứa con đi, không nói lời từ biệt nào hết luôn. Trốn. Lúc đó nó dẫn con kia về là nó kiếm chuyện là một con nhỏ kia đi là nó bay theo năn nỉ là ở đây mẹ con ôm đồ trốn đi bằng đêm luôn. Không dám ở. Hiện nay thì chồng cũ của cô có biết cô sống ở đây không? Không, tại vì nó nhiều lắm, nó nhiều vợ lắm. Trong cô sống với chồng của mình được bao năm? Sống được 6 năm mà mỗi lần nó quánh là nó giục đồ ra xăng. Mỗi lần quánh giục đồ ra xăng mà 6 năm chịu đựng hết nổi mới bồng chống đi. Bao lâu thì cô mới gặp người chồng mới của mình hay cô Phượng? 9 năm. 9 năm sao? 9 năm mới gặp. Mới chồng... gặp đây nhưng mà ngay ông này thì cũng mặn mà lúc mặn được lúc không. Vậy đó. Chồng của cô hiện tại làm công việc gì? Bây giờ ổng đi theo máy cắt thôi. Mà ổng nói mưa quá mưa cũng suốt không có được. Cũng chờ tạnh mưa đồ suốt kia. Chiều có thường về không hay là như thế nào? Không, đi xa đi tới Trà Vinh nữa chứ. Đi theo máy người ta. Chứ không có ở đây. Tại vì máy chạy đồng. Bên đây là Nhi, bên đây là My. My. Yeah. Chào em nha. Yeah. My năm nay 17 tuổi. Yeah. Còn sao hồi đó không chịu đi học? Đâu, muốn đi học nhưng không có được đi học. Tại vì sao? Không có tiền. Không có tiền. Nhưng là hàng ngày ở nhà làm cái công việc gì phụ giúp mẹ của mình? Công việc nhà thôi. Công việc nhà hả? Dạ. Ví dụ như? Nấu cơm, rửa chén, giặt đồ, này nọ. Mẹ đi làm về là sẽ có đồ ăn. Dạ. Thấy cuộc sống của mình nè, mình với mẹ của mình á. Dạ. Với lại chị hai. Ba mẹ con ở trọ thì cũng lâu rồi, lâu đúng không cô? Mười mấy năm. Mười mấy năm nay rồi. Thấy người ta có nhà có cửa thì mình sống trọ như thế này hoài, mình có cảm thấy buồn không? Có. Buồn như thế nào? Nói cho anh biết đó. Thấy tuổi thân. Tuổi thân. Thấy người ta có nhà, có gia đình, đàng hoàng, mình có. Đối với lại My á, cái điều ước lớn nhất của em là gì? Đi học. Đi học thôi. Ôi tại sao mình lại không ước có nhà mà mình chỉ ước được đi học thôi? Có kiến thức rồi mới có tiền chứ. Cái gì? Có kiến thức rồi mới có tiền chứ. Ai chỉ My cái điều đó? Không. Không ai chỉ hết. Bây giờ có biết chữ không? Đánh răng thì biết, đánh răng nhưng mà đọc chậm lắm. Tại sao My lại khóc? Buồn. Buồn vì không biết chữ đúng không? Có ước muốn rằng mình học được một cái nghề nào đó không? Muốn làm họa sĩ. Họa sĩ. Vậy là My cũng đã rất là đam mê vẽ. Không, thiết kế à, còn có vẽ nhiều. Thiết kế thời trang á, chị em đều muốn học cái thiết kế thời trang hết. Vẽ rất nhiều. Đây là những cái để cho mọi người thấy nha. Đây là những cái ước mơ của My. Bé My 17 tuổi. Chỉ mới học lớp 2 thôi. Nhưng mà những cái ước mơ này nó phải nói là ấp ủ cũng lâu lắm rồi đúng không? Đây là những cái đầm, cái áo tứ thân. Vì sao lại vẽ ra được những cái này? Thì thấy trên mạng như thế nào thì mình thiết kế là theo ý của mình. Vẽ bao lâu thì nó mới hoàn thành một cái... Lúc đầu vẽ xấu lắm. Lúc đầu vẽ xấu lắm. Dạ, có ai chỉ không? Không, tự học, tự vẽ, thấy cái nào xấu thì mình sửa. Thì mình lên trên mạng mình coi mấy hình khác vẽ đó. Mình tập vẽ từ từ là nó được như vậy. Ồ, đẹp dữ. Tự nghĩ. Ôi, áo này gì? Áo gì? Không, bình thường à. Bình thường thôi. Dạ. Mình thấy đẹp dữ vậy. Có bán những cái thiết kế này không? Có bán không? Chừng nào... Nó vẽ không? Có bán không? Chừng nào có tiền mai được. Không, bây giờ bán những cái bản này không là như thiết kế ra có thể mai được không? Được chứ. Được luôn hả? Ủa đẹp dữ vậy? Còn nhiều trong kia lắm. Như cái áo này là phải thiết kế bao lâu? Này... Cái này là có xem hay là mình tự thiết kế ra? Tự nghĩ ra. Tự nghĩ ra? Dạ. Ồ. Con tự nghĩ ra hết. Rồi, đẹp dữ vậy? Còn trong đây nhiều. Mọi người thấy bất ngờ không? 17 tuổi chỉ học lớp 2 thôi nhưng mà thiết kế những cái trang phục như thế này. Thì rất mong là cô bác anh chị những người mà xem được đoạn video clip này đó,
sẽ chia sẻ để có thể hiểu thêm về những cái thiết kế rất là độc đáo của My luôn, có thể sau này trở thành một nhà thiết kế tài năng rồi sao? Ồ. Ước mơ lớn. Ước mơ lớn nhất trong đời là được làm nhà thiết kế. Dạ. Yeah. Trang phục. Đây. Này lúc tại sao anh không nghĩ rằng là tại sao em lại có một cái suy nghĩ đầu óc rất là giỏi rằng là chỉ có đi học mới thay đổi được, chỉ có kiến thức mới thay đổi cuộc sống? Thì em nghĩ thế thôi. Em nghĩ thế thôi. Dạ. Đã thấy những người nào mà thành tài mà người em muốn cố gắng phấn đấu như vậy không? Có. Ai? Thấy nhiều trên mạng rồi, mình mong. Một cái gương nào mà đã từng cho em cảm thấy là em thích nhất? Không nhớ nữa. Hả? Không biết. Chị mới đánh dần thôi. Chị mới đánh dần thôi. Biết đánh dần, học lớp 2 mới biết đánh dần thôi. Không chỉ là một cuốn tập như thế này mà hiện nay My tới 3 cuốn tập đó, này. 11 cuốn. 11 cuốn. Quyển này quyển thứ 11. Quyển này quyển thứ 11. Dạ. Yeah. Mua tập về để học tay mẹ thiết kế thôi. Tập mẹ mua cho trai, người ta không cần đó, lấy lỡ dễ. Trời ơi, cái áo này áo gì đây? Để áo mà vẽ không biết luôn á. Cái này là gì? Vẽ thí á. Ôi giỏi như vậy. Mọi người thấy không? Lật từng trang thì mình mới thấy những cái thiết kế nó không hoàn toàn giống nhau. Những cái kiểu áo rất là kỳ công và có thể My có thể may được luôn hả? Không, không biết may, chỉ biết vẽ thôi. Chỉ biết vẽ thôi. À, rất giỏi luôn ha. Nếu như mà được đầu tư, mà có một người nào mà đầu tư thì My có thể là có thể thay đổi cuộc sống được luôn á mọi người. 11 cuốn như này vậy rồi. Dạ. Là tự suy nghĩ ý tưởng ra thôi. Tự suy nghĩ ra thôi. Tại sao mình không tô màu cho nó nhiều? Không có màu để tô thôi, mà không biết tô. Tô xấu lắm. À. Ô. Ngay quyển lúc đầu dễ xấu lắm. Ôi, giỏi quá. 11 quyển tập này là con tô bao lâu? 2 năm. Dạ. 2 năm. Dễ dạ. Xong rồi mình để đó. Dạ, em nghĩ cái khác giải tiếp. Rồi cứ để có bao giờ tự mình suy nghĩ rằng là mình sẽ được người khác mua cái bản quyền thiết kế của mình không? Không. Vì sao? Đâu có dám nghĩ đến đâu mà. Nếu như người ta hỏi mua mỗi cuốn tập như thế này là 10 triệu để cho My có thể thiết kế lên một cái bản vẽ lớn. Ừ. Con không bán. Con không bán. Sao 10 triệu không chừng bán? Chừng nào con đi học được con sẽ tự thiết kế ra. Con không bán. Chất mỗi cuốn tập chắc, 10. Chất xám của con mà. Cái gì? Chất xám của con mà. Chất xám của con không bán. Không. Nhưng người khác thuê con vẽ thì con vẽ. Ừ. Còn cuốn tập này 10 triệu không bán? Không. 10 cuốn là được hơn 100 triệu thì trị bệnh được cho chị hai. Tại ước mơ của con lớn. Ước mơ còn lớn lắm. Ừ. Còn xa. Bây giờ con có thể nói những cái ước mơ của mình ở trên đoạn video clip của anh này, có đây mọi người có thể biết. Thì con muốn làm nhà thiết kế với họa sĩ. Ừ. Thôi. Ừ. Mình nghĩ rằng mình có thể sống được với cái nghề đó không? Có chứ. Có. Mình nghĩ rằng cái đó nó có thể nuôi sống được cho mình không? Được. Một bức tranh mà bức tranh đơn giản mấy con họa sĩ kia vẽ thôi là mấy chục triệu rồi mà. Rồi bây giờ nếu mà con được đi học thì con vẽ đẹp hơn, con có nhiều ý tưởng. Con có nhiều ý tưởng không? Nhưng ở trong đầu thôi chứ không vẽ ra được. Vậy hiện nay thì chưa có một cái nào để bồi đắp cho con những ý tưởng đó để con có thể phát triển nó thành hiện thực đúng không? Dạ. Con có biết họa sĩ tài ba một bài về vẽ trứng của một bài vẽ trứng của họa sĩ rất là nổi tiếng Leonardo da Vinci không? Leonardo da Vinci. Biết nhưng mà nhiều bức tranh gì bức hình gì? Bức tranh khá là nổi tiếng đó là bà Mona Lisa. À đúng rồi. Với Chúa Giê-xu. Với lại một bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giê-xu. Đúng. Thì thấy cái bức tranh nó như thế nào? Đẹp. Thì có bao giờ mình ao ước mình trở thành là đồ đệ thứ gì, đệ tử thứ mấy của Leonardo da Vinci không? Không. Vì sao?
Vậy là không có đi học nhưng mà bạn cũng biết là Leonardo da Vinci. Có tìm hiểu trên mạng. À, hay ha. Nếu như có một nhà thiết kế nào hay một người, những nhà đầu tư nào đầu tư cho con, cho em đi học họa sĩ hoặc là thiết kế cho người ta thì có chịu chấp nhận bộ nghèo với là chị hai mình đi không? Chắc là có. Có. Đi để thay đổi cuộc đời đúng không? Đi để giúp đỡ mẹ mình về từ cái chất xám của mình. Chị mới học lớp 2 thôi mà đã suy nghĩ được vậy rồi. Có bao giờ tự mình đem tập mình ra mình đánh dần những cái chữ khác để mình cho nó quen chạy cái con chữ không? Có. Muốn như vậy đúng không? Dạ. Thì hôm nay đến đây chia sẻ đoạn clip này thì rất mong là những nhà hảo tâm, những người mà thiết kế có được thấy được những cái bản vẽ của My. Dạ. Để có thể bồi đắp cho em có một ý tưởng sau này trở thành một nhà thiết kế trong tương lai. Dạ. Thì đối với cô Phượng thì hiện nay cái mong ước lớn nhất của cô là gì? Mong ước lớn nhất là được có cái nền, cái nhà ăn ở. Chứ ở đậu, ở thuê hoài năm này tới năm kia, khổ quá. Có khi tới tháng á, mà nhà trang tới tháng không đóng tiền, ta đuổi. Ta đuổi đi. Lên nên cái cuộc sống bồng bềnh hoài thì nó vất vả quá. Mong nguyện được có cái nền với cái nhà. Có bao giờ ước rằng có một người nào hỗ trợ cho con gái của mình trị bệnh không? Cũng có đó. Hai đứa bệnh hết. Con nhỏ này cũng bệnh 2 năm nay rồi. Nó bị bệnh viện cổ. Viêm phế quản. Khoảng 2 năm. Viêm phế quản. Dạ. Nhìn My đẹp xinh gái ghê á. Nó bị viêm phế quản. Gương mặt rất là sáng luôn. Phải mà có thuốc tây á thì vô hết, mà không có thì lại kẹt. Sáng đi vô cứ đi mua một ngày hai ngày thuốc hoài, chích chiếm để bọt cho nó uống. Bây giờ còn buồn không? Nói chuyện với anh bây giờ còn buồn không? Hả? Có khi nào gặp anh thì mình sẽ, em nghĩ rằng là mình sẽ được thay đổi cái cuộc đời của mình không? Luôn mong. Dạ, có thể thực hiện ước mơ của mình. Ở trong cái gia đình nhỏ bé này, ba người thì có ba thành viên trong gia đình có ba ước mơ khác nhau. Em thì ước mơ là gương mặt của mình, những cái vết bớt á, trên mặt của mình nó có thể xóa đi những gì. Nếu có xóa được. Đó là nỗi ám ảnh lớn nhất trong cái cuộc đời của Nhi. Dạ. Còn đối với My á, thì cái ước mơ lớn nhất á là trở thành một nhà thiết kế trong tương lai. Có thể mang đến những cái trang phục thật là đẹp đến cho mọi người đúng không? Dạ. Ừ, mang những ý tưởng, những cái chất xám của mình để phục vụ cho mọi người. Còn đối với cô thì chỉ mong là gia đình của mình được căn nhà ấm cúng hơn, có căn nhà và thoát đi cái cảnh sống trọ gài đây nay đó. Có nhớ Nha Trang khổ đến nỗi luộc dao chấm muối ăn không? Luộc dao? Ừ, giao người ta cho từ thiện đó, xin về luộc tại vì nó căng dây hết, không có đi đâu được á. Là da dành giật mà. Thì là một cái tình hình chung rồi. Rồi thấy khổ quá, nhà trọ người ta cũng tựa cho thuê nữa. Chứ hơn nữa, lấy tiền thành ra thôi, mẹ con về đây đi. Sống miền quê mình nó dễ hơn, ở thành thị. Thật ra nãy giờ thì ấn tượng với lại My hơn là, nhưng mà đồng cảm với lại Nhi. Với cái túi như thế này nè, hơn 100 triệu không bao giờ bán. 2 năm qua cặm cụi lò mò lại thiết kế những cái trang phục. Đó là điều rất quý luôn. Thì mong cô bác anh chị sẽ share đoạn clip này cho mọi người có thể hiểu rõ thêm. Em có thể nói cái mong ước lớn nhất trong cuộc đời của em, hoặc là kêu gọi những người nào mà có đầu tư có thể cho em học, em sẽ đền đáp như thế nào? Em sẽ cố gắng. Có cơ hội thì phải cố gắng chứ. mạnh mẽ dứt khoát. Hôm nay thì đến đây đã chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết về cái tình cảnh hiện tại của gia đình của cô Phượng. Cô năm mươi mấy quên rồi.
53 tuổi. 53 gọi là cô thì cũng gọi là, nhưng mà có hai đứa con cũng khá là lớn rồi. Thì đến đây thì không biết nói gì hơn, tại vì tình cờ biết đến cái hoàn cảnh của mình thì đến đây thay mặt cho chú Kevin Trần ở Mỹ á, gửi cho cô một cái chai dầu để sức để mà phòng khi cảm lạnh á, với lại 1 triệu đồng ha. Thì đây là món quà thì mong là mọi người sẽ cùng chung tay nhau giúp đỡ cho cô nhiều hơn. Cảm ơn anh chú Kevin Trần. Anh Kevin Trần là ở Mỹ, cho ở Mỹ giúp đỡ hoàn cảnh ba mẹ con. Rồi, bye bye gia đình mình. Dạ. Rồi, bye bye My. Bye bye cô Hường, bye bye Nhi. Dạ. Mong mọi người có thể chung tay nhau giúp đỡ chia sẻ những cái thước phim như thế này. Dạ. Để mọi người có thể hiểu về nhau thêm ha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bác quý anh chị.